Chào anh em cần thủ đến với kênh Máy Câu Nhật Bãi. Hôm nay ngày 28 tháng 8 chủ nhật nha. Năm 2022. Mình lên video số 172 ha. Video này mình lên máy nha, lên nhiều máy size lớn ha. Lượng máy đẹp đẹp. Lời đầu mình chúc anh em nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn an lành nha. Mình lên con máy số 1 ha. Đây nha. Đây. Máy số 1. Con máy này là Korea nha. Size nó tầm 6.000 anh. Size tầm 6.000. Máy Korea ha. Full carbon luôn nha. Đây, Made in Korea. Size lớn ha. Đó. Size tầm 6.000 nha. Mã số 1 ha. Mô bin sống. Đó, máy đổi tay trái phải nha. Đổi tay trái phải. Mã số 1 ha. Con này giá 272.000 nha. 272.000 bao ship. Còn đẹp nha. Đó. Mô bin sống ha. Này. Size lớn đó, size 6.000 đó. Máy đổi tay trái phải đâu đó ha. Đó. Này, trong cái cối sáng trưng. Cốt lớn luôn. Rồi. Giá 272.000 bao ship nha, mã số 1. Con lăn đây. Con lăn còn sáng nha, còn hoạt động ha. Rồi. Mình lên tiếp mã số 2 nha. Mã số 2 mình lên con Hàn Quốc nữa nha. Đây. Con này là mô bin sống cối nông nha. Con này size thực nó đúng 5.000 ha. Đây. Đó. Con này sợi dây cước. Con lăn còn sáng trưng nha. Con lăn còn hoạt động. Mà con này mô bin chết ha. Mô bin chết. Không đổi tay. À không. Không phải mô bin sống nha. Mô bin chết. Đó. Made in Korea. Con này còn cũng còn khá là đẹp với nha. Còn rất là đẹp nha. Size thực nó 5.000. Đó, hoạt động này. Rồi. Con này là mã số 2 ha. Mã số 2 đổi tay trái phải, full carbon. Máy của Korea nha. Thương hiệu Mattak ha. Size 5.000. Mô bin chết. Con này giá 372.000 bao ship nha. 372.000 bao ship. Mình lên con số 3 ha. Đây nha. Con số 3 là con máy Daiwa ha, Daiwa. Con này size thực nó cũng 5.000 luôn. Made in Japan nha. Cối nông mô bin chết. Đây, nó mất cái nắp bên này ha. Con này chắc tầm size nó không tới 5.000 anh nha. Con này size tầm 4.000 thôi. Đó. Rồi, con lăn còn con lăn màu vàng ha, còn sáng trưng. Máy đổi tay trái phải nha, mã số 3 ha. Đó, con này size 4.000 thôi nha. Con này giá 350.000 bao ship nha, mã số 3. Mình lên mã số 4 ha. Mã số 4 mình lên một con Shimano GT 5.000. Con này đẹp leng keng luôn nha. Made in Japan. Mô bin chết ha. Mô bin chết. Máy đổi tay trái phải nha. Made in Japan. Đó. Hoạt động còn mượt. Con lăn sáng trưng nha. Con lăn còn rất sáng. Đó. Mã số 4 ha. Con này 400.000 bao ship nha. 400 bao ship. Mình lên mã số 5 anh em. Đây. Mã số 5 là một con máy Olympic Jun 93 ha. Đó. Con này còn đẹp nha, còn khá là đẹp. Zin hết ha. Không lai, con này bị chết tay phải nha, không đổi tay trái phải được. Mô bin sống, full kim loại luôn ha. Con này cốt rất lớn nha. Con này phải có cái khóa cơ mới mở cốt được.
mình không có cái khóa. Đó, mô bin nó mô bin sống à. Con lăn rồi còn sáng trưng hoạt động hết nha. Đây. Con này hoạt động khá là mượt nha. Đó. Nói chung nếu mình ráp vô cái góc cần đi nha, góc cần ha. Đây, ráp vô đây thì nó sẽ quay nó sẽ êm hơn đấy nha. Mã số 5 ha. Này. Đây, mình cầm đây mới chắc. Đó. Máy không có rung lắc nha, không rung lắc ha. Đó. Con này khá là to nha, con này chắc size hơn 10.000 đấy nha. Mã số 5 ha. Con này nói chung là khá là êm mượt. Ngoại hình thì còn đẹp nha. Mã số 5. Con này giá là 400 ha, con này giá 472.000 nha. Mã số 5. 472.000 bao ship. Rồi, mình lên con mã số 6 ha. Mã số 6 lên con máy đây nha. Mã số 6 có một con máy của Mamiya ha, Mamiya. Con này của Bangladesh nha, Bangladesh, Mamiya Bangladesh ha. Cước số 6 vào 200m. Máy của Bangladesh nha, cước số 6 vào 200m. Full kim loại, à full carbon ha, con này full carbon. Máy đổi tay trái phải. Đây con lăn đây, con lăn sáng trưng còn hoạt động nha. Lúc trước mình ít khi chú ý đến con lăn này lắm anh nha. Đó. Bây giờ con nào mà chết con lăn là mình bỏ ra. À. Đó, máy bên trong còn sáng trưng. Mã số 6 ha. À, mô bin còn hoạt động. Con này size lớn luôn nha, size 6.000. Cước 6 vào 200m, hơn 6.000 nha. Đó, hoạt động nè. Rồi, con này giá là 372.000 bao ship nha, mã số 6. Mình lên mã 7 ha. Đây nha. Mã số 7 lên con Shimano đi. Đây ha. Shimano MixZ 4.000 nha. Japan. Đó. Con lăn còn sáng nha, con lăn còn sáng trưng. Máy không có chảy xước máy ha, máy còn rất mới nha, không có chảy xước máy. MixZ 4.000 ha. Con này size thực nó hơi lớn nha nha. Size thực nó là size 10.000 ha. Cước số 10 vào 220m. Size thực 10.000 nha. Đó. Đây, hoạt động thì hoạt động êm nha, cũng còn êm lắm, khá mượt á. Size thực nó là hơn 10.000 đây. Đây, cước số 10 vào 220m. Cái cối còn sáng trưng luôn. Đó. Đây ha, cối mới tinh sáng trưng. Rồi. Mã số của máy này là mã số 7 nha. Size lớn hơn size 10.000 ấy. Con này đẹp lắm đó nha. Mã số 7 ha. Con này giá là 572.000 bao ship nha. 572.000 ha. Size hơn 10.000 nha. Rồi, mình lên mã số 8 ha. Mã số 8 mình lên con máy Daiwa Printer 3.000 nha. ST3000DX nè. Máy size lớn nha. Con này hoạt động thì thầm luôn đấy nha. Đó. Hoạt động thì thầm luôn. Máy Japan. À, nó không có cái nắp này ha. Mình để mình lấy cái nắp mình ráp vô nha. Có nắp mà. Đó, hoạt động nó thì thầm luôn. Con lăn còn sáng trưng nha. Rồi. Cối thì có muối ăn nhẹ nhưng mà không ảnh hưởng nha. Mình chà sạch sẽ đâu đấy rồi. Đây, hoạt động đây ha. Đó. Rồi, con này là full kim loại nha. Full kim loại.
cước sung 7 vào 210m. Đó, con này mã số 8 ha. Cước sung 7 vào 210m. Nghĩ con này size nó 8.000 nha. Đó, size tầm 8.000. Để mình ráp cái nắp này nha. Đây, con lăn còn mới tinh sáng trưng. Cối đây ha, bên trong này. Đó. Mobin này. Rồi, mã số 8 ha. Con này giá 572.000 bao ship nha, mã số 8. Mình lên mã số 9 ha. Đây. Mã số 9 mình có con máy Shimano nha, Shimano FX2000 ha. Ngoại hình còn đẹp lắm. Hoạt động thì thầm luôn. Con này là hàng của Malaysia xuất Nhật nha. Hàng Malaysia xuất Nhật. Đó. Anh em xem hoạt động này. Đó. Mã số 9 ha. Có cái cò nha. Con này có cái cò đây ha. Đây, có cái cò này. Dừng lại là nó luôn luôn ở vị trí này nha. Mã số 9 Shimano Malaysia xuất Nhật. Có cái cò đó ha. Đó. Rồi con này giá 272.000 bao ship nha. 272.000 bao ship ha. Mã số 9 nha. Rồi mình lên mã số 10 ha. Mã số 10 mình lên con máy to nữa đi nha. Đây. Máy này cũng size lớn luôn ha. Cước số 7 vào 210m, size nó tương đương 8.000. Daiwa Japan. Đó, Daiwa Japan nha. Con này là máy Daiwa kết tâm 360 ha. Này, cối sáng trưng nha nha, cái cối nó sáng trưng. Này, bên trong đây. Con lăn cũng sáng luôn, mã số 10 ha. Máy về ngoại hình còn đẹp nha. Size 8.000. Anh em xem này, hoạt động này. Rồi. Con này giá nó là 500k bao ship nhé. Mã số 10 ha. Rồi. Mã số 11. Mã số 11 lên con đẹp đẹp nữa đi nha. Đây. Mã số 11 ha. Lên con máy Daiwa ST900B. Con này size thực nó 5.000. Máy còn rất là đẹp nha. Có một vài chấm chày ở đây thôi, không đáng kể ha. Đó. Con lăn sáng trưng. Hoạt động thì thầm luôn. Japan nha. Rồi. Cối của nó là bằng carbon ha. Cối carbon. Toàn thân là kim loại. Size thực 5.000. Này thường thường mình ráp vào đây thì quay nó không có bị rung nha. Đây nha. Đó. Không có rung lắc đâu ha. Đó. Mã số 11 nha. Con này giá 272.000 bao ship ha. 272.000 bao ship. Mã 11 ha. Rồi mình lên mã 12 nha. Mã 12 lên con to nữa. Đây. Có con máy Daiwa Printer ST1 ha. Đó. Rồi. Con này cước số 7 vào 190m. Nó size tầm 7.000 nha. Size tầm 7.000. Hoạt động này nha. Đó. Rồi. Con này Japan luôn nha. Máy của Nhật. Con này nội địa, nó không có ghi chữ đây đâu nha. Đó, con này thì có sơn lại rồi. Mobin sống ha, máy đổi tay trái phải. Con này size đó tầm size 7.000 nha. Cước 7 và 190m. Daiwa ha, máy còn zin hết nha. Rồi, mã số 10, con này mã số 13 anh nha. Mã số 13 ha. Con này mình gửi đến anh em giá là 430k bao ship nha. 430 ha. Rồi.
lên mã số 14 nha. Rồi. Mã 14 còn con máy 4000 này nha, 4000 nhưng mà size thực nó lớn nha. Con này size thực nó chắc tầm cỡ cước số 6 là 265 m, thì con này size thực nó phải 8000 nha. Đó, hoạt động ha. Đó. Máy có chảy xước nha, mã số 14 ha. Con này mã 14 đấy nha. Rồi bên trong này, size thực nó 8000 thôi ha, size thực nó 8000. Con này giá cũng 430.000 nha, 430k bao ship, mã số 14 ha. Rồi lên mã số 15 nha. Mã 15 lên con máy Olympic đi. Đây, con Olympic lớn ha. Rồi con này là con Olympic nha, Olympic Let's Go 400 Mark 3. Đó, con này cái cối nó bị chóc sơn nha, toàn thân là kim loại nhưng mà riêng cái cối chóc sơn hơi xấu thôi. Con lăn. Rồi máy thì còn hoạt động ha. Đó. Mobin nó kêu này nha. Đó, mobin đó. Máy hoạt động đây. Máy này đổi tay trái phải được nha, Olympic Japan ha. Rồi, cái chỗ tay quay của nó này nha, nó bị mẻ nha. Con này cũng size lớn luôn nha. Con này cước số 7 vào 175 m ha. Size nó 7000. Mã số 15 ha. Con này giá nó là 372.000 nha, 372.000 bao ship. Mã số 15 ha. Rồi mình lên mã 16 đi nha. Mã 16 mình có cây ha. Cây này là cây cần Olympic nha. ISO ha. Đọt số 3, dài 3m1 Olympic nha. Đó. Cây này của Nhật nha, chắc đẹp lắm, mới tinh ha. Bát là Fuji FS7. Cây này rất là mới nha. Đây. Dàn khoen đây ha. Dàn khoen nó cũng zin ISO thôi nha. Đọt số 3, dài 3m1. Đọt 1.8 ha, đọt 1.8. Cần zin không lai ly, chất liệu là fib ha. Chất liệu là fib, rất là đẹp nha. Dàn khoen cũng đẹp luôn, ISO khoen nhỏ, đọt số 3 dài 3m1 ha. Đó. Chất liệu fib đẹp lắm, cây này đẹp nha, mới tinh. Mà nó hơi ngắn nha anh em, nó có 3m1 thôi, cây này nó bị ngắn quá này. Olympic ha. 3m1. Thu gọn nó là 65 cm nha, 65 cm thôi. Đó. Cây này thì gần như mới tinh, rất là đẹp nha, chất liệu fib. Đó. Dài cần là 3m1, thu gọn là 65 ha. Nặng tầm 200 g thôi. Đọt lớn nha, đọt 2 ly, ly 8 nha. Bát Fuji FS7, khoen Fuji. Điều ngắn quá, có 2m1 à 3m1 thôi. Đó. Rồi, giá là 272.000 bao ship nhá, mã số 16. Mình lên mã 17 ha anh em. Mã 17 lên lên cây nữa đi. Đây ha. Mã 17 mình lên một cây ISO nha, ISO. Đó. Cây này cũng khá mới nha. Đây. Nó có một cái chấm chóc sơn nha, chóc sơn đây. Cây này là đọt số 3, dài 6m3. Fuji ha, bát là Fuji FS7. Đó. Phôi rất là dày nha. Phôi dày chuẩn luôn. Này, phôi đây. Cần còn cực kỳ mượt nha, còn cần còn đẹp lắm, cây này đẹp nha anh em. Có một chấm cái chóc sơn ở gốc thôi, không đáng kể đâu. Đọt số 3 dài 6m3 ha. Đó, cây này thì chất liệu carbon nha, carbon xoắn vòng. Đọt nó 1.6 nha, đọt 1.6. Khoen Fuji ha, khoen Fuji.
bát cũng Fuji hết. Cây này zin hết nha, không lai ly. Đọt hơi lớn. Điều dài quá, dài tới 6m3 nha. Đó. Zin cần không lai ly. Cần còn rất là đẹp nha. Dài 6m3 mà đọt nó đọt số 3 đó. Anh em hạ tay hoặc là để như này chơi cũng được ha. Cây này nó nặng hơn 300g hoặc 350g, nặng 350g. Khoen bát nó Fuji hết. Dài tổng thể nó 1m7 nha. Mã số 17 ha. Cây này hôm nay mình bán giá nó 972.000 bao ship nha. Mã số 17. Và mình lên mã 18 ha. Mã 18 là mình lên một cặp cần mini luôn nha, cặp mini. Đó. Cặp này chất liệu fit đi ha. Đây, mình lên dàn khoen lua cho nó nha. Cái này anh em lua mực rồi nhẹ nhẹ ha. Đó. Lên nguyên dàn khoen lua nha, mình cũng lên thử một cặp. Thì một cây là 1m8 ha, một cây 1m8. Còn một cây dài hơn 1m8 nha. Nào. Một cây là 1m65, một cây 1m8 chứ. Đó. Một cây 1m8 cán bằng da nha, bát Fuji. Cây này đẹp lắm anh em. Này, lên dàn khoen lua lớn ha. Đó, đẹp cũng khá chất á. Mã số 18 ha, mã số 18. Thì cây dài 1m65 này ha. Đó, lên dàn khoen cho nó này. Lên dàn khoen rồi cuốn keo, cuốn chỉ đầy đủ ha. Mã số 18. Đấy, thu gọn nó tầm 45cm nha. Mã số 18, 180k bao ship ha. Rồi. Mã số 19 thì dài hơn nha. Đấy, bát cán là bằng cái cán nó bằng da đẹp lắm nha. Mã số 19. Cây này giá nó là 210.000 ha. 210k bao ship nha. Đẹp nha anh em. Rất là đẹp á. Lựa mấy cây mà mới tinh thì mình lên khoen ha. Lên dàn khoen không thôi đủ tiền rồi nha. Đó. Mã số 19 ha, 210. 18 thì 180 ha. Rồi. Mình lên mã 20 nha. Mã 20 lên một con máy Shimano đi nha. Đây ha, có một con Shimano LB4 này. Này, hoạt động nó đây ha. Đó. Shimano nha. Mô bin sống, máy đổi tay trái phải ha. Đó. Con này ratio 4.8 là cũng nhanh nha anh em, 4.8. Cước số 6 vào 240m. Cái cối nó chỗ này inox còn chỗ này bằng carbon nha. Đó. Máy nó nửa carbon nửa inox anh em. Đó. Còn zin máy ha, rất là đẹp nha. Con này theo mình thì size nó 8.000 nha, size nó tầm 8.000 đó. Shimano ha, máy zin hết nha. Đây, bên trong đây ha. Đó, máy cũng còn khá đẹp. Mã số 20 ha. Mã số 20, con này mình gửi đến anh em giá là 500k bao ship nha, giá 500 bao ship. Con này size nó tầm 8.000 nha. Cước số 6 vào 240m đây nha. Cước 6 vào 240, con này sẽ size 8.000 nha. Đó. Mã số 20 ha. 500 bao ship. Rồi, hôm nay mình lên 20 mã máy ha. Có ít cây cần nữa thôi. Máy cũng nhiều nha. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình ha, hoặc liên hệ mình trực tiếp qua Zalo nha. Mình xin chào anh em ha. Đó. Rồi cảm ơn anh em thật nhiều ha. Cảm ơn anh em ủng hộ shop mình. Cảm ơn anh em theo dõi kênh mình ha. À, đây, mình nhìn thấy con máy này đẹp quá. Đây có còn con nữa ha. Máy này đẹp quá trời đẹp. Đây. Máy này lướt lướt nhìn thấy nó đẹp quá. Con này là con Deo Kio nha. Đó. Thì con này con mã cuối đi ha. SW5000. Đấy. Cối inox nha. Mô bin sống, máy đổi tay trái phải. Hoạt động thấy cũng còn ok lắm. Không ghi nước sản xuất. Con này mình nghĩ là hàng China nha. Bạc đạn thấy cũng quá trời trời luôn ha. 5.000 nha.
W5000. Và con này mình gửi đến anh em giá là 172.000 nha. Mã cuối ha. Mã cuối. Con này tự nhiên thấy lọt vô con đẹp quá trời đẹp. À, cái tay quay cũng đẹp này. Mày nghĩ con này mà chắc giá nó cũng cao ha. Không để nước sản xuất nha. Rồi 172.000 thôi ha. Mình nghĩ China chắc rồi đó. Rồi mình xin chào anh em nha. Xin chào cả nhà nha. Rồi, cả nhà có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp điện thoại hoặc Zalo mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà thật nhiều ha. Cảm ơn anh em theo dõi kênh ủng hộ shop mình nha.